Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì mình là Kit Gaming đây. Thì hôm nay mình sẽ review thử xem bên Indonesia sẽ có những sự kiện gì và lại có những trang phục skin súng gì khác với ở Việt Nam nha các bạn ơi. Ok, thì bắt đầu với clip chúng ta. Ok, thì đây sẽ là server Indonesia nhá. Ôi, và cái được nhận trang phục luôn này, trang bị luôn. Ôi, ngày mai sẽ nhận được trang phục này. À, đây là ngày 2, skin AK, hòm sát, dù. Ngày 4 là được cái cháo. Ngày 5 con pet. Ngày 6 là quả lựu đạn, trang phục. Ngày 7 là được một bộ trang phục nữa nè, với lại một khẩu súng. Thì ok, chúng ta cùng vào xem phần sự kiện xem có gì không nào. Sự kiện thì có phần là fanpage này thì cũng giống như ở Việt Nam. Có cái này là cái gì nhỉ? Ôi, ở đây có thể nhận vé à? Nhận vé download hình như là tải gói tài nguyên là sẽ được nhận được ấy. Còn như là sự kiện 4.0 cái gì đấy thì cũng như kiểu là ở trong server Việt Nam thôi. Ôi, cũng nhận được cả vé quay các thứ này. Đây, sự kiện gì mình cũng không hiểu nữa. Đây là sự kiện này thì cũng giống như ở server Việt Nam thôi. Cũng giống như ở bên server Việt Nam thôi. Còn bên này, bên này người ta cũng giống y ở Việt Nam, không khác một gì hết. Ôi, bên này người ta có thể nhận được cái tóc nữa này. Tóc level 1, level 2, level 3. Ôi, nhìn trông đẹp hết. Sự kiện gì đấy mình không biết đâu. Ok, còn đây là cái gì đấy? Thử mình qua phần bên này xem nào. Và mình thông báo sự kiện. Bên này thì cũng chẳng có gì đâu. Ôi, bên này có nạp kim cương nhận hành động. Ôi, hình như Việt Nam cũng có rồi thì phải. Và wow. Rồi, bên đây có nạp kim cương là 140 kim cương nhận skin xe. Và nạp 200 kim cương được khẩu súng M24, skin súng M24. Tăng chỉ số như thế nào ấy mình cũng không rõ lắm. Toàn tiếng nước ngoài thôi hả? Ôi, ở đây là có cái gì hình như là nhận nhân vật thì phải. Ôi, để mình nhận thử luôn này. Nhận hết luôn. Mở luôn thế nào, trang bị luôn. Ok, toàn mấy cái sự kiện gì mình cũng không rõ lắm. Ok, hình như hết rồi. Bên này thì có support đứng giải thì mình thì nó thì chắc là mình cũng thấy nó cũng giống giống Việt Nam thôi, cũng không có gì mới đâu các bạn. Thử vào vòng quay xem có gì không nhá. Ok, bên này thì nó có mấy cái vòng quay khác này. Quay có khẩu skin súng gì đây, nhìn trông đẹp nhở. Thì đây là server Indonesia nhé các bạn. Có cả khẩu phóng lựu này. Bên này thì nó cũng nhiều vòng quay như Việt Nam ấy nhở. Ôi, cũng có vòng quay 5 đấm. Ôi, cũng có trang phục. Ô, bên này có được giảm giá này, có 39 kim cương. Vòng quay skin súng này. Vòng quay khủng long, vòng quay gorilla thì phải. Trang phục. Ôi, vòng quay vàng. Ôi, vòng quay vàng bên này là trang phục panda. Mà ở Việt Nam thì lại mất tiền mua. Ôi, vòng quay vàng bên này xịn thật đấy. Ôi, có cả nhân vật luôn nè. Làm thử phát miễn phí. Ôi, không được cái gì. Vào mình quay thử nhé các bạn ơi. Ok, thì mình vừa mới nhận được mấy cái vé thì mình quay thử xem ra cái gì không nhé mọi người. Xem nhân phẩm mình đến đâu nào. Quên được cái mảnh gì này. Thôi kệ đi, hình như mảnh ấy để đổi sao ấy. Quay súng nhờ. Biết đâu một phát ra luôn nhờ. 24 giờ là 7 ngày chán được cái gì luôn. Quay chiêu không được gì hết. Ok, mình thử theo một cái gì mới không nha các bạn ơi. Shop hay là ôi, thẻ vô cực được giảm giá 70% á. Trang phục giảm giá 70%.
Ôi sao bên này lé thế nhở? Ôi cái bắc cực bên này có 150 kim cương thôi nè. Ôi cái loa đó nè. Không qua. Ôi cái này nó bán cả chữ luôn này các bạn. Xem pet có gì không nào. Cũng không có gì, cũng giống như bên Việt Nam thôi. Chẳng qua là bên này nó nhiều hơn thôi các bạn ạ. Nhân vật sách tâm pết. Ui. Ui. Tâm phục. Ờ thì nó cũng không có gì đâu. Nó cũng chỉ giống như xe vò của Việt Nam thôi các bạn ạ. Ờ ở bên đây hình như nó không cho nhận trang phục à, nhận nhân vật miễn phí hay sao nhỉ? Ờ đúng rồi, hình như nó không được nhận nhân vật miễn phí nhờ Việt Nam. Nhưng ở Việt Nam thì được nhận nhân vật miễn phí. Còn nhân vật ở đây nó cho hết vào trong vòng quay rồi các bạn. Ờ, mình thử xem skin súng gì mới nhé các bạn nhé. Ôi, con gheo này cũng đẹp nè. Lựu đạn. Skin súng. Ôi, nó toàn tiếng ấy thôi, mình cũng chả hiểu được đâu các bạn ạ. Ôi, có skin dép nữa luôn này. Dép là mang đi đáp à? Skin dép nào của Việt Nam? Ôi, nó cũng không có gì mới đâu các bạn. Nó cũng chỉ giống như mấy khẩu của server Việt Nam thôi các bạn ạ. Ok, ôi, có khẩu UMP này. À, có khẩu Uzi, quên mất. Ôi khẩu này đẹp thế nhở. Trời ơi, khi nào mới có Việt Nam hình như chưa có khẩu này đúng không các bạn. Còn hầu như là có hết rồi. Ôi, khẩu này ở Việt Nam có chưa nhở? Mình cũng không biết nữa. Ôi nhiều skin súng thế nhở. Ôi học ma thuật. Ôi hồng ma thuật có bộ này nhìn trông ở đâu ấy nhở? Việt Nam ra chưa các bạn? Ôi hộp ma thuật ở bên xe bò này đổi được skin súng luôn nè, xịn chưa? Ôi giá Việt Nam cũng đổi được skin súng thì đẹp biết mấy. Ở Việt Nam toàn đổi được mấy cái trang phục đều đều thôi. Ôi ôi nhìn cậu Uzi băng giá nhìn trông đẹp vãi. Ôi hình như hình con rồng sao ấy, bốc nửa xanh xanh tím tím hay chưa? Uầy. Bên này hộp ma thuật toàn đồ đẹp thôi các bạn ạ. Có cả skin súng. Mong sao Việt Nam cũng ra skin súng. Ôi bên này nó nhiều đồ để đổi. Vết nhỏ. Ở Việt Nam chả có gì. Ôi cái bộ này là cái bộ hồi trước ở vòng quay vàng nè. Thẻ FF. Ôi bên này dùng thẻ FF đổi được cả trang phục con bò này. Ôi ở Việt Nam thì phải mất kim cương để mua ấy. Mấy cái này thì cũng giống ở Việt Nam rồi. Ôi cái này bộ này đẹp. Bộ này hình như ở Việt Nam cũng phải mất tiền mua đúng không các bạn? Mấy cái này thì cũng giống như ở Việt Nam thôi. Xem có gì mới không nhờ. Hết rồi các bạn ạ. Nó cũng chỉ có thế thôi. Nhưng mà công nhận bên server này nhiều thứ để đổi hết. Nhất là cái hộp ma thuật. Mình cũng mong là có hộp ma thuật như thế. Ok. Có vẻ là hết rồi đấy các bạn ạ. Ok. Thì ok mình sẽ dừng clip ở đây nhé các bạn. Hẹn mọi người vào những clip sau nha. Bye bye mọi người.